Theo Công an huyện Như Xuân, ngày 14 tháng 6, đơn vị bắt quả tang Nguyễn Văn Phương, 43 tuổi và Hoàng Thị Phương, 35 tuổi, đều trú tại tỉnh Hải Dương, đang dùng bã chứa chất độc cyanua để trộm chó mèo tại xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 20 con chó và 10 con mèo đã chết và một số lượng lớn bã chưa sử dụng hết. Khám xét nơi tạm trú của hai nghi phạm trên tại xã Vạn Thắng, huyện Đông Cống, Thanh Hóa, công an thu giữ khoảng 3 kg cá khô dùng để làm bã và gần 100 g chất cyanua, một bộ dụng cụ để làm thịt chó. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận thuê nhà tại xã Vạn Thắng, huyện Đông Cống với vỏ bọc làm quán bán thịt chó, nhưng thực tế là nơi tập kết chó mèo sau khi trộm được rồi bàn giao cho một số người khác làm thịt, vứt bỏ nội tạng, ướp lạnh, rồi dùng xe chuyên dụng vận chuyển ra Hưng Yên tiêu thụ.